kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý sau: địa biên tiếp nhận 10 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, festival tôm cà mau tự hào thương hiệu Việt, chàng trai trẻ hát dân ca xứ núi, cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Trong chuyến thăm làm việc với tỉnh Điện Biên trong hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 12, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác của Thường trực tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết. Tiếp cận kinh phí ủng hộ, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ quý báu của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và đoàn công tác tỉnh Bình Dương. Tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành đề án 09, vận động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, trong đó hỗ trợ làm nhà cho 5.000 hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ, xây dựng 5.000 ngôi nhà cho hộ nghèo trước ngày 3 tháng 2 năm 2024 để giúp các hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nguyên đán 2024. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 tại huyện Cao Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội trợ Xuân Hòa Bình năm 2024. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và giới thiệu sản phẩm trong vùng, mở rộng hợp tác các địa phương trong tỉnh và trên cả nước. Hội trợ Xuân Hòa Bình năm 2024 là nơi giao thương, chia sẻ những tiềm năng đặc trưng văn hóa của các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong công tác xây dựng, bảo vệ phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa. Hội trợ quy mô cấp tỉnh với 60 gian hàng của 10 huyện, thành phố và các xã của huyện Cao Phong trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh, quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh đến với du khách phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và gian hàng thương mại tổ chức các hoạt động thương mại kết nối giao thương tại hội trợ. Với chủ đề sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa, Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Chương trình Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ hai năm 2023 dự kiến gồm 4 hoạt động trọng tâm đặc sắc thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các vùng miền trong cả nước nói chung. Trong đó, chương trình khai mạc Festival sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 12 tại khu quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư. Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 tại khu quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư. Chương trình di sản văn hóa Bắc Trung Bộ và giao lưu văn hóa Lào Việt Nam diễn ra vào ngày 29 tháng 12 tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư và chương trình bế mạc rực lửa cố đô chào đón năm mới diễn ra vào ngày 31 tháng 12 tại khu quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư. Festival Ninh Bình Tràng An năm 2023 còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ tỉnh U Đôm Xây, Lào. Các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các vùng văn hóa đặc trưng trên cả nước sẽ trình diễn tại các hoạt động trong khuôn khổ festival. Tối ngày 10 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức khai mạc Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Kiểu Long 2023 với chủ đề Festival Tôm Cà Mau tự hào thương hiệu Việt. Sản phẩm tôm Cà Mau tự hào hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, và con tôm đã thật sự trở thành sản phẩm không thể tách rời với đời sống vật chất tinh thần của người nông dân Cà Mau. Festival tôm lần này là sự khẳng định và tôn vinh những người nuôi tôm gắn bó với tự nhiên, sinh thái, mang đậm nét văn hóa truyền thống, công đóng góp trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật, góp phần sản xuất ra nhiều sản phẩm tôm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, có công góp phần đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới và cũng là cơ hội để tri ân đến người tiêu dùng đã tin tưởng chất lượng sản phẩm tôm Cà Mau. Nhân dịp này, Cà Mau mong muốn và cam kết tạo điều kiện để các nhà đầu tư có cơ hội khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu tham gia phát triển sản xuất kinh doanh tại Cà Mau, góp phần đưa thương hiệu tôm Cà Mau và nhiều sản vật tiềm năng của Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vươn ra thế giới, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã giải quyết việc làm tăng thêm cho hơn 54.000 người, trong đó lao động người dân tộc thiểu số là 9.684 người chiếm 17,8%. Đáng chú ý, thông qua các đợt tuyên truyền vận động tại các sàn giao dịch việc làm tổ chức ở các huyện miền núi trong tỉnh đã thu hút nhiều lao động là người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Đến nay, tổng số lao động là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở nước ngoài của tỉnh là 2033 người, chiếm 33,4% số lao động của tỉnh được đưa đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2021 đến nay. Số lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài tập trung ở các huyện miền núi Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Thủy. Ngành nghề người lao động làm việc chủ yếu là sản xuất, chế tạo máy móc, thủy hải sản, nông nghiệp, xây dựng. Bình quân thu nhập sau khi trừ các chi phí tại thị trường lao động nước ngoài cơ bản đạt 14 đến 22 triệu đồng trên một tháng. Ngày 10 tháng 12, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế và các đơn vị liên quan tổ chức đón đoàn khách tàu biển quốc tế đến tham quan Cố Đô Huế theo siêu du thuyền Diamond Princess. Tại cửa ngõ môn, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan đã chào mừng, thăm hỏi, tặng hoa cho các thành viên trong đoàn du khách. Khách trên siêu du thuyền ghé thăm Huế các ngày 10, 19 và 29 tháng 12 với số lượng dự kiến 300 đến 400 khách trên một ngày. Diamond Princess là một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất trong khu vực với hải trình dạo quanh những vùng biển ở Đông Á trong những tháng mùa hè và thực hiện các chuyến tham quan đến vùng biển Đông Nam Á vào mùa đông. Du thuyền có kích thước ấn tượng với chiều rộng 37,5m, thuộc sở hữu của Princess Cruise tại Mỹ, được đóng bởi tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry tại Nagasaki, Nhật Bản. Với thiết kế 12 bong tàu, Diamond Princess như một khách sạn 5 sao quy mô lớn, nhiều du khách còn ví du thuyền như một thành phố trên biển. Trong khi đa số giới trẻ hiện nay yêu thích các loại hình nghệ thuật mới mẻ hiện đại, thì Hoàng Việt Anh, chàng trai trẻ 22 tuổi ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, vừa mới tốt nghiệp trường đại học luật Đại học Huế lại đam mê với các làn điệu dân ca của quê hương. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt, mộc, đậm chất dân ca, Hoàng Việt Anh còn sử dụng tốt nhiều loại nhạc cụ dân tộc và luôn nỗ lực bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của quê hương tuổi thơ của em được tắm trong lời du của bà nên ngấm và yêu dân ca từ nhỏ khi đã biết nói rồi biết hát những câu hát đầu tiên của em là hát du bắt trước từ bà ngoại thấy em yêu thích dân ca bà ngoại dành nhiều thời gian để tập hát cho em ban đầu là những bài hát du rồi đến các làn điệu đúng ví hò thuốc cá dần dần em thuộc rất nhiều làn điệu cổ và hát được tất cả các thể loại dân ca minh hóa Nặng lòng với dân ca, những năm còn học bậc trung học phổ thông, Hoàng Việt Anh đã đứng ra thành lập câu lạc bộ dân ca trẻ xã Xuân Hóa, tập hợp được nhiều học sinh các độ tuổi tham gia và trực tiếp truyền dạy dân ca cho các thành viên trong câu lạc bộ. Dưới sự dìu dắt của các nghệ nhân đi trước, câu lạc bộ đã xây dựng được một số chương trình biểu diễn ấn tượng, cùng với các thành viên trong câu lạc bộ tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Bình và đoạt giải A tiết mục tổ khúc dân ca Minh Hóa. Việt Anh còn có niềm đam mê khác là nghiên cứu, sưu tầm cổ vật, mâm, chén, bát đĩa, cứ một mình xách ba lô lên và đi, Hoàng Việt Anh rong ruổi khắp các bản làng xa xôi của huyện, tìm cổ vật để lưu giữ và hiến tặng cho phòng truyền thống của huyện, bảo tàng tổng hợp tỉnh. Em sẽ trái hết mình với dân ca, sẵn sàng truyền dạy cho bất cứ ai muốn học hỏi và mơ ước sau này sẽ tạo nên được một không gian trưng bày với đa dạng các loại hiện vật để nhiều người có chung niềm đam mê được tìm hiểu và yêu hơn, trân quý hơn những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Hoàng Việt Anh trải lòng câu chuyện và hình ảnh về chàng trai trẻ hát dân ca xứ núi hoàng việt anh đã kết thúc bản tin ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube website và trang fanpage của báo dân tộc và phát triển còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn